Nếu bạn đang quan tâm đến nghề sửa chữa ô tô và đặc biệt là mức học phí của ngành nghề này trong năm 2024 thì chúc mừng bạn, bạn đã theo dõi đúng video rồi đấy. Và ngay sau đây thì Duyên sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mức học phí của các ngành nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và trước khi bắt đầu thì hãy ủng hộ Kỳ Duyên và trường dạy nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và có thể chia sẻ video này để lan tỏa video đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Với lĩnh vực sửa chữa ô tô thì hiện nay đang được chia ra làm 4 nội dung, đó là điện ô tô, máy gầm ô tô, điều hòa và nội thất ô tô. Các bạn học viên có thể đăng ký học chuyên một nội dung hoặc có thể học kết hợp 2 hoặc 3 nội dung với nhau. Chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng khóa học của dạy nghề Thanh Xuân đang đào tạo tại nhà trường. Khóa học đầu tiên phải kể đến đó chính là khóa học sửa chữa điện ô tô với thời gian đào tạo là 6 tháng và mức học phí là 29.650.000 đồng. Với khóa học điện ô tô, học viên được học về điện chiếu sáng, điện cảm biến, tín hiệu, điện mạch rơ le cầu trì, điện mạch phun xăng điện tử, điện mạch điều hòa. Với khóa học thứ hai đó chính là khóa học sửa chữa máy gầm ô tô với mức học phí là 29.650.000 đồng. Với khóa máy gầm ô tô, học viên được học trong thời gian đào tạo 6 tháng, học viên được học về sửa chữa các động cơ phun xăng điện tử, hệ thống hộp số tự động, hệ thống phanh ABS, hệ thống túi khí, hệ thống trợ lực, thủy lực, bảo dưỡng gầm hộp số, các măng đeier, hệ thống phanh trợ lực, dầu và trợ lực hơi. Và khóa học thứ ba mà Duyên giới thiệu đến các bạn đó chính là khóa học nội thất ô tô với mức học phí là 29.650.000 đồng. Nội thất ô tô là nội dung học về trang trí và độ đồ chơi cho xe. Các học viên sẽ được học như dán phim, dán kính, cách nhiệt, lắp đặt loa đài màn hình, độ đèn, độ gương, độ start stop, lên xuống cửa kính. Và khóa học thứ tư đó chính là khóa điều hòa ô tô với mức học phí là 29.650.000 đồng. Khóa điều hòa ô tô, học viên được học về các môi chất lạnh, các loại dầu lạnh bôi trơn, các chi tiết chính liên quan đến điều hòa như máy nén, bộ ngưng tụ dàn nóng, bộ lọc hút ẩm, van giãn nở, bộ bốc hơi. Học viên được học tháo lắp trên các mô hình xử lý sự cố, thất thoát ga, cách nạp số lượng ga, các van to nhỏ, bao nhiêu chế độ lạnh và mất lạnh. Vừa rồi thì Duyên đã giới thiệu đến các bạn 4 khóa học 6 tháng của khóa học sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân với các nội dung riêng biệt như là điện ô tô, máy gầm ô tô, điều hòa và nội thất ô tô. Ngoài ra các bạn có thể học kết hợp các nội dung 2 hoặc 3 nội dung lại với nhau. Cụ thể đó chính là khóa học sửa chữa điện máy gầm ô tô với thời gian đào tạo là 10 tháng và mức học phí là 32.650.000 đồng. Tiếp theo một khóa 10 tháng nữa đó chính là khóa điện và điều hòa ô tô, mức học phí là 32.650.000 đồng. Khóa 10 tháng thứ ba đó chính là khóa điện và nội thất ô tô với thời gian đào tạo là 10 tháng, học phí là 32.650.000 đồng. Đặc biệt tại dạy nghề Thanh Xuân có khóa học tổng hợp điện máy gầm và điều hòa ô tô với thời gian đào tạo là 12 tháng và học phí cho khóa tổng hợp này là 48.650.000 đồng. Với khóa học tổng hợp này thì sẽ phù hợp với các bạn trẻ mong muốn học tổng quát về khóa học sửa chữa ô tô, có cơ hội về mở xưởng để làm chủ sau này. Hoặc khóa học tổng hợp này sẽ phù hợp với các bạn trẻ mong muốn trải nghiệm khóa học sửa chữa ô tô để tìm hiểu xem bản thân mình phù hợp với nội dung lĩnh vực nào trong khóa học sửa chữa ô tô như là điện, máy gầm hay điều hòa và nội thất ô tô, có khả năng có quá trình trải nghiệm với khóa học tại dạy nghề Thanh Xuân, từ đó biết được bản thân mình sẽ phù hợp với nội dung nào để phát triển nghề nghiệp sau này. Và ở đây thì Duyên có 2 lưu ý dành cho các bạn. Lưu ý đầu tiên, mức học phí mà Duyên vừa kể trên đó là mức học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí trong quá trình học tập của các bạn, đã bao gồm chi phí dụng cụ vật tư thực hành và không phát sinh thêm bất cứ một khoản nào trong quá trình học tập tại nhà trường. Lưu ý thứ hai, mức học phí này là mức học phí chưa áp dụng các chương trình ưu đãi hàng tháng của dạy nghề Thanh Xuân. Và nếu như bạn muốn biết được các chương trình ưu đãi hàng tháng của dạy nghề Thanh Xuân, có thể liên hệ đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Và khi áp dụng các chương trình ưu đãi hàng tháng học phí của dạy nghề Thanh Xuân thì chắc chắn mức học phí của các bạn phải nộp nó sẽ giảm hơn rất nhiều. Học nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân, học viên được đào tạo với chương trình thực hành lên đến 70%, được thực hành trực tiếp trên các dòng xe mô hình thiết bị có tại cơ sở của nhà trường, được dạy lại miễn phí những phần chưa hiểu, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề quốc gia, hỗ trợ và tư vấn giới thiệu việc làm. Và đặc biệt, sau khi ra trường, các học viên của dạy nghề Thanh Xuân có nhu cầu mở gara cửa hàng để kinh doanh, thì tại đây các giáo viên của nhà trường cũng sẽ hỗ trợ các bạn về phần kỹ thuật, cũng như cung cấp các nguồn hàng và chia sẻ các kỹ năng cần có, cách quản lý của một chủ gara trong tương lai. Vừa rồi, Duyên đã chia sẻ cho các bạn về mức học phí của các khóa học sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Không biết bản thân các bạn đã lựa chọn được khóa học phù hợp với bản thân mình hay chưa? Hay còn điều gì băn khoăn và thắc mắc? Nếu có, hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận để Duyên hỗ trợ và tư vấn cho các bạn, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Kỳ Duyên trường dạy nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.